Vâng, xin giới thiệu là máy khoan từ SCI-50 sạc 2WO. Đây là cái máy khoan từ có hai cấp tốc độ 260 và 480 vòng viên phút, sử dụng điện áp một pha với công suất là 1750W và cái đường kính khoan tối đa là 50 ly với lực hút đế từ là 16.000 N. Đây là cái dòng máy khoan từ giá cũng khá mềm với hai cấp tốc độ và khoan được 50 ly. Có lồng mát bên trong, chúng ta thấy có lồng mát này thì khi mà khoan thì nó sẽ đi vào chúng là lồng mát trong quá trình mình khoan luôn, để giúp cho mũi khoan từ của mình nó sẽ mềm trong tuổi thọ. Rồi, đây là cái máy thương hiệu là Kaycan. Chúng ta có thể thay đổi tốc độ ở đây, chúng ta xoay cái núm này là chúng ta để thay đổi hai cái tốc độ nhé. Rồi, máy thì sử dụng được cái mũi khoan này là tối đa là 50 ly, nhỏ nhất là 12 và lớn nhất là 50 ly nhé. Rồi, máy này là dùng để khoan trên thiết tấm, ở đây đây là cái lỗ mà vừa khoan xong đây, vừa khoan xong cái lỗ này P22. Đây là cái dòng máy cũng khá là, giá cũng khá là mềm mà chất lượng cũng tương đối là ok. Chúng ta sử dụng công trình cá nhân, tư nhân hoặc là chúng ta làm ít thì chúng ta dùng cái lò máy này là ok. Máy được đựng trong chiếc thùng này. Thì kèm theo máy chúng ta thấy có cái dây đai nè. Dây đai này khi làm chiên cao thì chúng ta sẽ cột cái máy lại để trường hợp mất điện bất thình lình á, bùng ột thì nó giữ cái máy lại. Mình đứng làm máy và hướng dẫn sử dụng. Ngoài ra thì chúng ta muốn dùng cái mũi khoan này, chúng ta mua thêm cái bộ này nhé. Nếu mà dùng cái mũi khoan gục gà, chúng ta mua thêm cái bộ này. Bộ này không có kèm theo máy. Rồi, như vậy là cái máy khoan từ SCI-50 sạc 2WO cũng khá là đơn giản, thiết kế gọn nhẹ.